Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến 63 điểm cầu trên cả nước về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Theo thông tin tại hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cơ bản ổn định như năm 2021 diễn ra trong ngày 7 và ngày 8 tháng 7. Đến 17 giờ ngày 5 tháng 6, tổng số phiếu đăng ký dự thi trên hệ thống là 1.002.486. Đề thi tham khảo đã được công bố vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy học, ôn tập để chuẩn bị tham gia kỳ thi năm 2022. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai công tác cho hội đồng ra đề thi bảo đảm an toàn, chất lượng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi. Tổ chức các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương. Dự kiến hội đồng thi tại Đà Nẵng sẽ tổ chức coi thi tại 30 điểm thi với 12.719 thí sinh đăng ký dự thi.